Chào tất cả anh em. Nay làm tiếp tục lo xương xương nhẹ nhẹ rồi tùm lum tà la độc con độc đồ anh em mua ủng hộ ha. Đấy. Rồi. Mình tiếp nói chương trình. Lần phim tùm lum tà la học vua đây. Rồi, một cái cắt ton của thương hiệu Hitachi nha. Đó, công suất nó là 2.5A. Là cắt được 2 ly đổ xuống anh em nha, 20 ly đổ xuống. Ngoại hình rồi thông số còn bén lắm. À. Đây rõ nét lắm. Rồi test máy cho anh em xem. Tất cả hàng điện của mình là điện 110 nha anh em nha. 110 là 100V á. Rồi. Có cái gì cắt không? Đây mà để đây nè. À. Máy thì nói chung là chạy êm lắm. À, cái ngọt liệm à, nói chung là nó cắt được là 2 ly đổ xuống ha. À, cắt này nó không ra cái dâm nhỏ. Rồi số 1 cắt ton của Hitachi cắt được 2 ly đổ xuống nha. Rồi để anh em với giá là 420.000. Số 1. Rồi, số 1 420. Hôm nay hàng nhiều tranh thủ. Số 2 là một cây bu lông. À, của thằng Black Tucker nha. Thằng này là gì, Shinawa. À, Shinawa nè. Thằng này của Nhật nha anh em nha. Này của Nhật như Vinh luôn á, chứ không phải sức gì á, sức thú gì đâu đó nha. Rồi 670W. Đầu 1/2. Thông dụng. Đảo chiều lên xuống, này mạnh lắm anh em nha. Này đưa đầu khẩu vô tải không nổi đâu, giữ không nổi đâu. Hàng điện này anh em xài nó không sợ hết pin nha. Máy ngon lắm. Đảo chiều lên xuống. Rồi, máy là đầu đầu cứng lắm nha. Rồi. Để anh em với giá 550. Cái này của Shinawa, Black Tucker nha, hai thằng thương hiệu nổi tiếng nè. Thằng này cũng xài điện 100W luôn, 670W. Để anh em giá 550 số 2. Lại một áp ký nữa là anh em gõ cả ngày luôn. Rồi, số 3 là một em Hitachi. Thằng này thì 380W WH16 nha. Đảo chiều cũng lên xuống luôn. Máy rất khỏe. Máy còn rất mới. Rồi, em này để anh em với giá 500. Số 3, 500. Tất cả hình thức thanh toán của mình là chuyển khoản bao ship, của em tự trả tiền ship nha. Số 3, 500. Số 4, một cây cưa kiếm, mình đổi cái điện đây. Để rẻ cho anh em 300 luôn. Anh em về tự mở vô. Điều tóc có điều tóc đầy đủ ha. Cái điện đấu đây anh em mới về xài thôi, chứ còn thích thì mở ra bỏ vô thích thôi, chứ cũng sao mình đấu cực kỹ lắm. Đấu để chống giật mà ha. Đó, lưỡi gầy nhanh, bỏ vô, thả ra, bỏ vô, ngậm, tặng lưỡi này cho anh em luôn. Rồi 300. Đây là số 4.
còn gì đẹp đấy, đẹp hơn 2,500 nữa nha. Số 4, ba sĩ đồng nghĩa với 300.000 Việt Nam đồng, Nam đồng chuyển khoản bao nhiêu, ship code em tự trả tiền ship đồng thời đặt cọc đơn. Rồi cưa Hitachi dàn đốm đầy đủ, lưỡi 165 C6MB4 này dạng M4 rồi chứ không phải M1 M2 nữa nên nha, 1050 W, made in chữ Nhật, sản xuất tháng 5 2013 chứ không phải năm 1900 hồi đó đâu, đế đồ còn mới tinh. Tết máy hàng đẹp, kháng chất đầy đủ, lửa củi êm nhẹ nhẹ nhàng, máy còn mới mà ha. Quan đèn đó lên đèn, đèn á, đèn tới mấy bóng, lần ba bóng rồi anh em nha, đời này cao nhất rồi, M4 mà nha, tắt đèn rồi để cho anh em với giá là 450.000 đồng, chuyển khoản vẫn bao ship như thường, ship có anh em tự trả tiền ship đồng thời đặt cọc đi đơn. Rồi cây này cái số 5, bốn rưỡi giá quá bình dân anh em luôn, nâng hạ đầy đủ như nhiên, 45 độ đầy đủ nha. Rồi số 5 bốn rưỡi, anh em mua hàng đặt đọc đúng số giúp mình, đọc thêm tên món hàng luôn. Số 6 là một cái cưa Makita cũng lửa 160 65 Maxin Japan 5731S mà lưỡi 165, sản xuất năm 1900 hồi đó không có ghi, này đế nhôm, đèn đốm đầy đủ, cũng đời mới lên thôi. Rồi lên được có khởi động nè, lửa củi đẹp, thả cái thắng ra là cái tiếng hơi ồn như cái thắng đó. Ha, anh thấy không, nghe tiếng bóp là không chạy không ra hết, thả ra như có dính gì đâu gì trong tay ông toàn kêu thả cái thắng ra kêu này. Mấy em rồi đuổi củi đẹp đó, lúc thả ra nha, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống và chức năng đâu. Đèn đốm lên, đèn sáng cuốn lắm nha, tắt đèn. Rồi để anh em giá 4,5 luôn, ngang 3 luôn. Rồi cây số 6 4,5, số 7 là một cái đục chuyên đục của Makita ha, 1050 W, cốt 17 ly, máy gồm 2 mũi, 1 mũi nhọn 1 mũi bằng và 1 mũi dẹp á. Để lấy cái cục gỗ đến cái cho anh em xem, hôm nay hàng nhiều nha, mình tranh thủ ha, hàng nhiều lắm, còn dụng cụ đồ nghề hàng pin quạt 18V tùm lum tà la nữa kìa. Rồi lên bao khỏe bao mạnh, rồi em nó đi với tổng thiệt hại là 600.000 Việt Nam đồng, rồi luôn hai mũi đàng hoàng, đục cốt 17 ly, để anh em với giá là 600. Cây này cây số 7 600, hai mũi đi kèm anh em nha, nó là chuyên đục thôi, chuyển khoản vẫn bao ship. Số 8 là một cái Ruby, anh em mở ra cái nội tạng hả, nó mới giống như mới luôn, nó mới truyền thống luôn, đầu tự khó. Cái này là ba chức năng, có búa, có cấp trượt, có búa, có đảo chiều.
điều tóc. À, lắp được nè. Mạnh lắm anh em nha. Này nguyên bản nó không thắng nhưng mà có búa nha. Đây con búa nè. Con thường nè. Thắng thắng tay nha, điều tóc. Đảo chiều. Rửa cửi đẹp. Nội tạng mới tinh luôn. Nha, đầu tự khó. Đầu kéo lên anh em mới ấy được. Rồi. Đẩy xuống khó ha. Rồi. Em mới đưa giá 400. Cây này cây số 8 400. Chuyển khoản quản nhậu như thường. Cứ nguyên tắc của mình là chuyển khoản bao ship, cái nào xin thêm lưỡi cưa 50 mình xin thêm 20 tiền ship. Ha, còn nào mà việc trăm mấy là đã hết rồi. Mình chơi tắt hết rồi ha. Anh em mua hàng mình cũng biết rồi, số 8 4 xì. Nên em ủng hộ càng nhiều càng tốt. Rồi. Này không búa mini nha. Con ngồi bắn đít cổ đồ tùm lum tà la ha. Này cũng ít man. Thương hiệu cũng nổi tiếng lắm, thằng này là coi như là điều tóc thắng. Không có thắng như quên lộn. Nó có 5 cấp trường và cấp kho. Đó, thằng này mà anh em con ngồi con đồ cũng ngon. Trượt tiết đầy đủ, đầu không có kẹt cũng không lắc. Rồi, để anh em với giá 130.000 luôn. Cây này cái chiếc. Trăm ba mươi nghìn chuyển khoản bao ship rồi xong. Anh em có thương tình thì mua thêm cái gì nữa ủng hộ nha. Nhưng mình chuyển không cũng vẫn bao ship như thường thôi. Nguyên tắc mình là quảng cáo là mình nói thực hiện y là nói nha. Số 9 130 triệu. Bỏ máy số 0 sau đi nha. Rồi Mic Makita bị sẹo đây nè. Nhưng thằng này là rất ngon, bị sẹo thôi chứ không có bị gì hết. Anh em mua đi làm mà nó phải mua bà tủ đó mà hàng điện mà tủ vậy ha. Mua cây này cũng như cái này thiệt nha. Để anh em có 300 à. Thằng này là 6951D gì nữa. Được đó. Lưỡi cuối đẹp. Có thắng nha anh em nha. Có thắng đàng hoàng ha. Rồi. Máy phun lưỡi cuối đẹp lắm nha. Lưỡi tiêu 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 theo cổ gốc thì nó đã gỡ điều đương nhiên rồi ha. Không né khỏi. Tạt cho anh em chút xíu qua cái tiếng búa nó nổ. Ồ mà nó tập nổi đâu. Nó gớm lắm. Thằng này là nó là 300 mấy chục W à. 400 W gì đó đó, chẳng là ít đâu nha. Tên mặt nó mờ rồi. Như 400 W trong này nè. Mà công suất không quan trọng, chủ yếu cái đầu búa thôi. Nó điện tiêu thụ thôi, chẳng có nó ghi gì cho biết được dòng điện thôi. Rồi tùy theo cái máy lớn cái nhỏ nữa. Công suất nó cũng có liên quan cũng một phần thôi nha. Rồi số 10. Để anh em với giá 300. Số 11. Số 11 cũng như vậy nha. Cái này không rách rồi. Có thắng luôn nha. Điều tóc có luôn. Lưỡi cuối đẹp luôn. Đầu đầu gỗ ngon, cứng chắc. Rồi. Em nó đi với giá 350. Cây số 11 350. Cây số 12, một cái vít đầu kia. Đầu cổ cứng lắm. Nè. Nó có chút nhẹ nhẹ cũng không ảnh hưởng.
nó có chút xíu nhẹ nhẹ thôi, cũng dương này cũng không có luôn đó, đường nó có lắc lắc cái giảm ngòi chút gì đèn đó đầy đủ. Thắng thiết đầy đủ ở chiều có tí lửa, lửa này lửa dơ nè như xài tẹt ga luôn à, có tí lửa để lên 300 luôn nè, lửa nè không phải lửa kẹt kẹt đâu à, thắng thiết đầy đủ mà rồi 300 luôn. Cây này cái số 12 3 xì cây số 13 là một cây phong hai chức năng của Boss 1121 nha. Boss này nguyên bản không có đảo chiều, nguyên bản hết nha, nó hai chức năng gài mũi. Rồi test máy. Rồi tóc. Cá thắng thắng kiểu nó vậy, độc lực. Độc lực nó thắng vậy thôi anh em nha. Thôi con búa. Đó. Rồi tóc. Đó cá thắng thấy không? Gọi là thích đảo chiều thay cả đảo chiều thôi. Búa đập rất ngon. Vô từ vô gốm lắm, vô em vô nhanh lắm, nó vô riêm riêm nhẹ nhẹ lắm. Rồi để anh em với giá 5 xị luôn, lấy mũi machine gịch mani nha, 450W. Hitachi mini này ấn xuống mới chờ bấm mới bảo vô được. Rồi hai chức năng con thường con búa, thằng này có điều tóc có đỡ chiều, này mini có đỡ chiều nha, con búa. DH18VB có đảo chiều, có không thường không búa nha. Rồi em nói đã đi với giá là 420.000. Công suất của con này ngon, hình còn được lắm. DH18VB công suất này 440W, made in chữ Nhật, sản xuất năm 1900 hồi đó không ghi. Cây này cái số 12 à, cái số 13 chứ 12 là mấy cái Boss mà Boss 500 12 500 13 420.000. Tất cả hình thức thanh toán chuyển khoản bao ship hết, ship có năng lượng trả tiền ship. Chốt hạ một cây cưa lồng Hitachi có đỡ lưỡi nha, có điều tóc sau. Thằng này công suất mạnh lắm á, mà tem mờ quá mắt mình kém, anh em về là đọc được, nhưng mà máy này nó mạnh, chụp nó dài. Rồi test máy. Rồi ok anh Giang. Nha, số 1 nè. 2 3 4. Đó. Đầu giữ lưỡi, kẹp lưỡi được đầy đủ không này nha. Đầu được cứng ngắc à. Rồi, bánh xe đầu lưỡi đầy đủ hết. Để lên giá 350. Có điều tóc ở sau lưng. Rồi cái số 14 350. Rồi, còn ít đồ pin.
pin vạc, pin bơm hơi, bơm đồ, hút bụi, hút đồ, cái pin sẵn này giờ chỉ quốc thôi. Ryobi 12V. Thân máy giả pin. Điều đó thắng đã chưa đầy đủ. Trượt, cấp trượt đầy đủ ha. Hai cấp tốc độ đầy đủ hết. Điều đó thắng đã chưa đầy đủ hết. Đầu không kẹt. Đèn đớm đầy đủ. Thân máy giả pin 270.000. Rồi hình còn sáng sủa đẹp trai không? Cây này cái số 15 207. Chuyển khoản vẫn bao ship như thường. Ship có nên tự trả tiền ship. Cây này giống nhau. Nha. Này 1, 2, 3. Nào cũng 1, 2, 3 hết. Này chưa vệ sinh nó còn vỏ đang đen đen nè. Máy ngon. Đầu cứng hết nha. Không có kẹt. Rồi ok không chưa. Chưa tóc. Thắng ở chiều. Ủa mạnh lắm. Đèn đó đầy đủ. Đồng giá thân máy giả pin 207. Cây này cây số 16. 27. Cây số 18. Vít DB thân máy giả pin luôn. Cái này anh em đi chiến đấu ngon lắm. Điều đó thắng đã chiều. Hai cấp. Tạch tạch. Quá mạnh. Hai cấp. Thân máy giả pin 280.000. 12V Ryobi. Cây số 17. 280.000. Cây số 18, một cái khoan góc 96, anh em về đóng 3 xeo lên 12V chơi được. Sống anh em nha. Tào lao đúng không? Nó bị dơ á. Dơ cho mình. Đảo chiều đây. Đầu hơi kẹt nên nha. Đầu nhị hiệu. Thời thân máy giả pin 300. Cây này cây số 17. À 18 chứ. 17, 28. Cây 18, 300. Thân máy giả pin nên nha. Không phải thân máy con. 18 300. 19 combo, 2 cây, 1 cây kia, 1 cây con kia. Nha. Thằng máy giả pin hết.
có. Bán đảo chiều. Phía dòng tua bàn hai nó riết gốm đó. Nha, đầu cứng không kẹt, không lắc. Mạnh lắm, chỗ nổi không? Một cây, ngoại hình còn tương đối đẹp. 6919ND. Cây kho. Thằng máy giả pin luôn. Cây kho Matex Makita vậy nè nha. Này của Hàn Quốc. Corosol gì đây. Nó không phải là China nè, của Hàn Quốc á. Nha, biết phải không phải thôi, bỏ qua. Mình sao xài ok là được. Chị tóc. Thắng, đã chiều. Ồ, mạnh. Thấy có cấp trường anh em nha, hai cấp tốc độ, đầu không kẹt anh em nha, máy mạnh rồi, hai cây, một cây kho, một cái vít đầu khía nha. Cây này anh em mình ta bán 5 tỷ rồi, rồi hai cây để anh em với giá là tổng thiệt hại ra đi là 680.000 hai cây. Cây kia này đẹp, mở hình đẹp. Đầu thổi lại, đầu thổi sơn lại nha. Cây số 19 combo. Rồi, 680.000 hai cây, một con một vít, một đầu kia một cái. Makita Matex thì đây nè. Hay là cái tem này, tem người ta dán cho tào lao không biết, biết phải không? Nhưng mà nó cái này nguyên chữ Makita nè. Cái này cái chữ Matex nè, biết phải cái tem nó không? Rồi. Cái này mà công tét quá, phun sóng. Đầu không kẹt USB 12V ha. Phun sóng có đèn cả đốm đầy đủ hai cấp tốc độ rồi gì tắt đèn nha, thấy nút đèn ha. 12V. Phun sóng. Rồi 300. Thông số, VRB thông số. Rồi. Đây số 20. Vít cái chỉnh cấp. Chỉnh cấp còn sóng. Đảo chiều. Thắng thiết đầy đủ. Rồi chỉnh cấp. Không chỉnh nữa. Này chỉnh cấp 1. Rồi không chỉnh luôn. Rồi không đúng nữa ha. Chỉnh nó còn xài tốt. Hitachi. Này cũng còn ngon nè ha, cũng còn xịn sò nè. Đầu được cứng không lắc, mã nhọn mà Seiko mã nhọn khó lắc lắm. Rồi. Thân máy để anh em với giá 270.000. Thân máy không vải nè. Rồi. Cây này cây số 20. 27. Cây số 21. Một cái boss 24V. Gắn mũi. Thân máy giả pin nha. Lấy mũi. Kẹp nguồn. Cộng trừ có ghi cho anh em rồi. Chiều tóc, thắng, đảo chiều. Cái này là con thường, con búa nghe tiếng khác liền ha. Rồi, khung chức năng
để anh em với tổng thiệt hại ra đi 550 thân máy vỏ pin. Đầu cổ ngon, ngọn hình cũng còn tương đối nha. Rồi 550 đây, số 21 bạn là 21 không? 27 21 550. Rồi hết hàng pin luôn ha. Rồi xong rồi tới hàng quạt, hàng có hai cây xài pin 18V 14V được hết đó nha. Hàng này là hàng của Nhật anh em nha. Na da dài đây nè đó, nó cũng cứng cáp mình nhưng mà chắc chắn lắm, chứ không phải hàng mấy cái hàng tào lao nha. Đó bà nó nhập về mình thấy đó, nhưng mình cũng không biết nguồn gốc đó, nhưng mà cái này chắc chắn lắm nha. Mát đó em nha, một quạt mát đó nha, mát đó, xài pin 14-18 xài lâu hết pin đó. Tối lại để vô quạt rồi cũng mát mẻ, ngồi nhậu quạt di động quạt cũng ngon, xài cũng được 3-4 tiếng, 5-6 tiếng á, nếu pin nóng ngon là phải 5-6-7-8 tiếng á. Rồi thân quạt này để cho anh em với giá là 430.000 một cái thân quạt 18V nha. Người cả hai cái này anh em có thể mở ra vệ sinh rồi được nha. Đó, lau chùi đâu rồi được. Cái cánh là cánh bằng thép, anh em không sợ gãy nha, bằng thép. Bây giờ cái liệng nó có méo thì bẻ lại xong chứ cũng không ảnh hưởng gì hết. Rồi cái quạt 18V 430.000. Thì số 21 550 rồi. 21 là cái boss 550. Thì số 22 rồi các bạn. 430. Xài pin 18-14 thì vô được hết nha. Nó có cháu 2 chân, không cần phải loại 3 chân kia. 430.000 cái quạt thôi, chuyển khoản vẫn bao ship như thường. Cái số 22 ngoại hình thì nó mới cả 95%, 97% nha. Có hai cây thôi, này khỏi số, chỉ ghi một số thôi, nhưng cái này là cái hút bụi tủ quần áo rồi đầy đủ. Tắt đây nè, cái này lúc này lúc gì là dặn dặn ra mình cũng biết nữa, tăng giảm mạnh yếu gì đó mạnh lắm em nha. Hút cái nắp bút của hút vô luôn rồi à, vô luôn nắp bút rồi ha. Rồi mở ra lấy ra thôi, đâu sao đó, mình có thể mở lắp rồi ra được rồi ha. Rồi mình có hai cái cứ bỏ vô là xong rồi. Rồi nó hơi ngắn chút xíu được rồi. Rồi xong nó ba mấy cái đầu, mấy đầu tào lao, mấy đầu tùm lum tào lao rồi sạc ở đây, cắm pin sẵn này rồi, anh em việc cắm cái này vô đây nha, cắm này vô đây rồi lên đèn này. Cắm này vô trong chỗ cái cục sạc điện thoại mình á nha, cái USB á nha, cổng USB cổng vô đây là xong, là sạc nha. Rồi, vậy thôi, trong khi sạc anh em đừng có bóp cò bóp đồ gì nha. Đó mình chưa biết, nhưng mà theo cái máy pin của mình là như vậy, còn cái này mình chưa có biết, mình cứ dặn trước là chắc ăn. Đừng có vừa sạc vừa bấm cò được. Nó có mấy cái đầu nè, đầu có chỏi vào đồ nó nè, vừa quét vừa hút ô tô nè, nó nhỏ gọn nhẹ hiu à ha. Luồn lách trong mấy góc gẹt đồ là nó vừa khỏe re, cán nó cũng dài. Còn này đầu cào đó, bỏ cái này đầu vô, đầu cào đấy nha. Rồi cái này để cho anh em với giá là tổng thiệt hại ra đi là 420.000, có đầy đủ đồ nghề trong này cho anh em luôn, có pin sẵn trong này rồi, cho anh em về sạc mà xài thôi, hết pin này sạc xài thôi ha. Cho con cái nó học hành bàn ghế rồi bàn sách vở cũng được. Rồi hút bụi là mã số 23 420
chuyển khoản vẫn bao ship rồi thì ship 50 bằng nhiêu đâu 23 420, nó đầy đủ như vậy. Mình gửi cho anh em đầy đủ để anh em bán, mình xài nha, cho mình giữ làm gì đó, có gì mình gửi hết rồi đó. Vậy nha, rồi mình có hai cái thôi, hai cái là hai bộ nha, đầu cổ là sạc rồi là hai bộ chứ không phải hai cái. Mình anh em mua hai cái mình gửi thì mình gửi một sạc nha, gửi hai bộ đàng hoàng, bởi vì đôi khi nhà anh em có thể hai người xài, mỗi người một bộ khỏi mượn qua mượn lại, chứ không phải là mình hai cái mình gửi một bộ đồ ống đồ sạc rồi nha. Rồi thằng này nó ghi là mắt chia ban đàng hoàng này chứ không phải truyền dẫn anh em nha. Đó, ngoại hình mới là 90-95-97%, Machine Japan Shinku gì đây nè. Đó, sạc USB thì sạc anh em sạc điện 22 nhưng mình được hết nha, không liên quan gì hết á, cứ cần có cổng USB mà bỏ vô là quốc thôi. Rồi cái này là cái một cái bơm bơm đôi, bơm 2T nè nha. Stan gì đây, Play S gì đây, Machine Japan. Rồi cái đồng hồ đồ này, này lực mạnh lắm anh em nha, này là khó lại rồi đó, là không xài nữa là khó lại cắt vậy đó. Đó, mở ra này hai ti đôi nè ha, không phải một loại một ti đâu, nó dùng bao hơi hám cho bán không xài được thì sao anh ấy hả. Đồng hồ đây đầy đủ rồi anh em nha, dòng hai ti mới coi như cũng còn mới mà nặng nè, chắc chắn lắm chứ không phải là cái dạng ấy đâu, mình nghĩ là hàng xịn đó. Machine Japan là hòn đây nè, rồi hai ti nữa, này cực kỳ khỏe, ôm ô tô ôm nữa, xe máy xe miết rồi chơi tốt nha. Không xài nữa là mình cứ mình đẩy lên, đẩy lên rồi nó có dòi bơm xe rồi dòi thì tầm lum tà la dòi đây nè ha, dòi bơm hơi bơm bánh bóng đá nè ha, và bóng á, bóng rổ bóng kia gì mình sao có bóng là được ha. Rồi cái bơm hơi này mã số 24 mình để cho anh em với giá là 380.000, chuyển khoản vẫn bao ship, có anh em tự trả tiền ship đồng thời đặt cọc đi đơn 380.000 cho mã số 24. Rồi mình có hai cái giống nhau cả nha, cũng giá cả bằng nhau, khỏi ghi số mất thời gian. Rồi có một em da Mỹ nè, cái này nặng nề chắc chắn lắm em nha, mình nghĩ là hàng xịn đó nha. Rồi cầm ngón cái còn ngón trỏ hất lên tôi cho này là bén thôi rồi anh em, đừng anh em đừng nghĩ nó, mình thử hết rồi, mình test thử hết rồi là nó ngọt như mía ha ha ha, giấy nó chắc ngọt lắm ha ha, giấy nó yếu à, nó yếu nó mềm á ha ha. Còn em coi là mình tẩy cái này rất là tạch đã lắm. Rồi nó có một cái khó đây đó, đưa đây bẻ nó xuống, đưa qua bẻ nó xuống rồi lên đấy. Rồi nó ghi chủ lực USA đây nè, dài với cả cán bạn ấy cỡ 20-22 gì đó, cán không có mười mấy, lưỡi không có mười mấy, rồi như sau này có cái khui bia khui đồ gì đây nè ha. Cái này chắc chắn lắm, mình cũng riêng nè, nhưng em hai cái thôi, còn bãi nhiều lắm, bãi mình nè chắc chắn, mà nhìn thấy nó chắc chắn nặng nề lắm anh em, chứ không phải hàng mã đâu anh em nha. Có cái móc ngay chỗ còn cái nịt nè, cái phi quần nè ha. Rồi vô rồi sắc trái cây đồ làm việc không, đồ cũng ngon, sắc thịt đồ cũng bén ha. Rồi này để cho anh em với giá là 220.000 thôi nha, giao 220.000, giao xếp giao góc, rồi giao là mã số 25
220.000 nghỉ dao. Rồi. Ổ khóa này, ổ khóa đồng này là của Đức anh em nha. Go gì để động được, này của Đức. Margin get money. Đồng mà đồng cắt đường cái này là nó chống cắt nữa nè. Vậy sao rồi vô cắt, chỗ đó chỗ cái kia nó móc rồi. Sao rồi vô cắt được ha. Từ búng chia ra, khó lại xong từ nó búng chia ra luôn. Hả? Khó lại là nên từ khó lại từ nó búng chia ra. Từ búng chia ra. Ha. Nó hay chỗ đó lắm, từ búng chia nó hàng này cắt đường. Hả? Búng chia ra luôn. Không cần phải rút được đó. Còn buổi tối mình không thấy đường, mình cứ nhắm mắt lại mình mở vẫn được, hai mặt đều mở được nha. Nó cứ chọt vô là xong rồi. Đó. Có nghĩa là tối thui không có thấy đèn, thấy điện là khỏi một con móc điện thoại ra soi. Chọt vô là xong nha. Đó. Rồi, ổ khóa này mình để cho anh em với giá là 270.000 một cái nha. Nó có 4 chia lận, anh em phải chia ra. Chia ra 4 chia. Rồi. 270.000 ở khóa. Giá mình đưa ra rẻ lắm. Mình thấy mấy chỗ khác nó bán hình như cái này là như 350-400 gì đó. Rồi. Cái này là cái số 26. 270. Mình có hai ổ thôi nha, cũng không có nhiều. Anh em cứ mua thoải mái, ở ngoài bữa mình nhiều chắc còn nhiều á. Dì dục rồi đó. Chắc bữa giờ bán biết nhiêu lần nghe nó bán được nhiều ít chưa không biết. Rồi hết rồi, ổ khóa giao thì xong hết rồi nha. Anh em mua gì ủng hộ. Rồi tất cả hình thức thanh toán mình là chuyển khoản bao ship, các anh em tự trả tiền ship. Bye bye, see you again, chúc anh em may mắn nha.